Xin mến chào tất cả anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái bộ cấu hình này anh em nhé. Cấu hình này hôm nay em lên cho anh một bác ở trong đây, anh này ở Trà Vinh anh em nhé. Anh Hoàng Hận, anh ở Trà Vinh. Mỗi bộ tổng bộ này là 33.100.000 anh em nhá. Gồm tủ máy này, mic này, đẩy 7409 này, quản lý nguồn này, vang số LX8 này, loa V12 và súp TK15. Đây là đồng bộ combo anh em nhá. Đó, anh em đeo tai nghe cảm nhận chất âm nhá. Khá là hay đấy ạ. Anh em có thể đeo tai nghe nghe tiếng bass, tiếng súp đánh rất là phê luôn anh em nhá. Anh em nghe chưa? Rất là phê. Đó, rồi em sẽ xin cho nhỏ lại anh em nhá. Và xin giới thiệu với tất cả anh em với cái bộ cấu hình này gửi cho anh Hoàng nhá. Anh Hoàng, cái bộ cấu hình này thì như em nói rồi tổng là 33.100.000. Bộ này đồng bộ của lợi ích anh em nhá. Đồng bộ của lợi ích luôn. Thật ra thì nó không đến 33 triệu đâu, nhưng mà anh lấy thêm cái tủ này để cho nó gọn. Tủ nhôm 10U 1.8 anh em nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng thiết bị cho anh em. Đấy, đây là con loa, cặp loa đây em sử dụng cặp loa V12, hàng nhập nhá, Sơn Cát anh em nhá. Cặp này thì khỏi chê luôn. Giá đã đang rất tốt, V12 anh em nhá, công suất là 400W. Đó, tiếng khá là hay với cặp loa này. Anh em hát karaoke tí đó, em sẽ thử cho anh em nghe nhá. Đấy, đây là cặp V12. Đó, khá là ok anh em nhá. Anh em chơi cặp này thì khẳng định với anh em là không phải nghĩ luôn. Đó, không phải nghĩ. Cặp này với giá đang rất hấp dẫn, chỉ có 8 triệu thôi anh em nhá. Chất âm khá là hay, sáng tiếng, sạch. Loa thì loa súp ở đây em sử dụng cái loa súp TVK15S anh em nhá, con súp 40, nhưng mà đánh anh em nghe thấy không ạ? Rất uy lực anh em nhá. Cực kỳ là uy lực với con súp này. Đấy, súp 40 thôi. Con này công suất của nó là 500 nhá, peak là 1200 anh em nhá. Em đang đánh dư công suất với con súp này. Sơn Cát anh em nhá. Đấy, Sơn Cát. Đấy, rất là phê luôn với cái con súp này, đánh tiếng khá là chắc gọn. Đó, và đây là dàn máy. Bộ mic ở đây em sử dụng bộ mic U85S anh em nhé. Bộ mic giá 3.3 triệu. Bộ này thì có dò sóng sạch, có cảm biến tự ngắt anh em nhé. Và con mic này là một trong những cái con mic mà chất âm khá là ok. Và giá của nó thì cũng cao một chút so với những cái dòng mic như đầu 7. Con này đầu 8 nhé, 805. Giá là 3.3 triệu anh em nhé. Đấy, và con vang thì rất quen thuộc với anh em rồi, con vang LX8 có Bluetooth nhá anh em nhá. Cổng quang Bluetooth. Đó, USB, anh em chỉ cần ấn này, input này. Đấy, play này là sẽ ấn vào mode này, sẽ là có USB này hoặc là Bluetooth này. Anh em kết nối là được nhá. Không anh em ấn tiếp là ra optical nhá. Đấy, ok, RCA này. Ok chưa? Đấy, hai mic riêng biệt nhá. Mic A, mic B nhá. Ở đây thì em đang cắm ở cái mic 1 nhá. Đấy, đang cắm mic 1 anh em nhá. Đó. Ok chưa ạ? Quản lý nguồn đây anh em nhá. Quản lý nguồn P9. Con vang đây sử 3.3 triệu anh em nhá, con LX8. Quản lý nguồn P9 giá là 1.6 triệu. Con này có lọc nguồn đầy đủ cho anh em. Và một cục đẩy 7409 nhá. Công suất là 900. Còn cục đẩy này thì 900 thì anh em chơi tốt, thoải mái, dư công suất luôn. Anh em có thể đánh được một chiếc súp nữa nhá. Thêm một chiếc súp 40 nữa và thêm một cặp loa nữa. Ở đây đang đánh nó hơi dư công suất. Ở đây là có đôi V12 này thôi. Thì mỗi một kênh này có thể đánh được một đôi. Ở đây ghép hai kênh, mỗi kênh đánh một chiếc thôi. Súp này anh vậy, đánh nghe là một kênh đánh một quả. Nhưng mà em chập hai kênh vào. Đấy, sau anh có nâng cấp, tiếp thì nâng cấp. Đấy, đang dư công suất nhá. Thì ok, em sẽ hướng dẫn là anh ghép nối luôn. Đấy, ok, sẽ hướng dẫn ghép nối trước nhá. Hướng dẫn ghép nối thì đơn giản thôi. Đấy, thì ok, em sẽ quay mặt sau này cho anh em đơn giản thôi nhá. Một là dùng cái dây quang ấy, thì anh cắm ra vào đây cho em nhá.
Đó, dùng vào dây quang thì anh cắm vào đây giúp em. Đó, là ok. Cắm vào đây này. Thì là anh chuyển trên cái input vừa rồi ấy, hoặc là anh sẽ cắm cái input 1 hoặc vào input 2 thì sẽ chuyển ở cái nút input đây này. Sẽ chuyển ở cái nút input trên này nhá. Đấy, chuyển input trên này. Đây này. Đấy, giờ xem 1 giờ CA22 là ứng với cái đằng sau kìa. Đấy, play là cái Bluetooth ấn vào mode này, chuyển USB hoặc là sử dụng Bluetooth nhá. Hoặc là ấn input tiếp thì nó sẽ ra cổng quang là cái cổng ngay bên cạnh. Tí em sẽ tặng anh cái dây quang luôn. Đấy, hoặc là để giờ xem 1 đây nhá. Đấy. Giờ xem 1 là cái này, là cái input 1 này. Đấy, đây là mic nhá. Đó, ok chưa? Đấy, nói chung là khá ok, rất đơn giản nhá. À, anh cắm cho em là từ cái mic out này. Đấy, mic out này nhá. Anh cắm xuống dưới cái mic 1 này cho em nhá, cắm xuống mic 1 nhá. Đấy, như vậy là ok, đúng không ạ? Nhạc vào đây. Đấy, input 1 và cái cổng RL đây anh nhá, main RL main L anh chú ý cho em. Cái main RL main L nhá. Đấy, anh cắm vào main RL main L này em sẽ tặng anh đủ dây Canon luôn. Đấy, cắm cứ kịch cái là được nhá. Đấy, mọi kênh RL kênh L thì anh cắm xuống cho em cổng 1 cổng 2 nhá. Cổng 1 cổng 2 đây. Ok, cắm xuống cổng 1 cổng 2 là được nhá. Ok. Đấy. Tức là cái main RL main L này này. Đấy, thì cắm xuống cổng 1 cổng 2. Ok chưa? Tiếp tục cái cổng súp thì anh sẽ cắm cái dây này, cắm vào đi. Đấy, em đấy rồi, ok, cắm vào cái cổng súp nhá. Và em anh cắm xuống cổng 3 nhá. Đây, cắm xuống cổng 3 nhá. Cắm xuống cổng 3 được. Đấy, cái dây này này, nó lên. Lên cái dây súp trên này nhá. Lên cái dây súp trên này là được. Đấy. Còn đâu mấy cái nút gạt em đã gạt hết rồi nhá. Trên này sẽ để ste này. Đấy, để 1V này, độ nhạy 1 này. Đấy, để tất cả ở mức giữa độ nhạy 1V nhá. Đấy, độ nhạy 1V. Đấy, ở dưới thì sẽ bridge. Ở trên là sẽ ste nhá, ở mức giữa này. Bridge thì gạt sang bên tay trái nhá. Ok chưa? Còn đâu dây loa thì em đã nối sẵn rồi. Anh về anh cứ làm này cho em nhá. Đây là loa trái loa phải này, anh cứ 1 2. Đấy, đây là loa full này. Đấy, còn đây là cái loa súp. Loa súp thì anh sẽ cắm cổng 3 cho em nhá. Đấy, cắm cổng 3 đấu sẵn dây rồi. Và cái đầu mà chúng ta cắm vào cục đẩy ấy, thì em sẽ cuộn lại như này nhá. Đấy, đầu em cắm vào đẩy thì em sẽ cuộn lại như này. Đấy, cho anh. Đấy. Còn đầu kia thì là sẽ để suông như này nhá. Sẽ để suông. Đấy, còn đầu này thì em sẽ thoát nút ở đây. Anh biết là anh cắm vào đây nhá. Còn đầu loa full thì anh cứ cắm như này. Cái, đây nó có cái đầu to và đầu nhỏ. Thì chúng ta cắm cái đầu to vào đây nhá. Lắc là sẽ được nhá. Lắc. Đấy, là nó sẽ kịch cái là được. Còn đâu khi kéo ra này, chúng ta kéo cái sắt này ra này. Kéo cái sắt này ra. Đấy, chúng ta là được. Đây, kịch nhá. Kéo sắt này. Kéo sắt này là gạt lại bên tay trái là ra. Còn khi đóng là đóng bên tay phải gạt lại. Đấy, như thế là vào nhá. Kéo ra này. Đấy, trên loa cũng vậy thôi nhá. Đấy. Đấy. Đấy, cứ kịch cái là được. Trên loa cũng như vậy thôi. Trên loa thì anh cũng cắm như vậy thôi chứ không có gì cả. Đấy, cũng cắm như vậy đây. Đó, cắm như vậy thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, đây là xong. Còn nó cắm tất cả các dây nguồn vào. Và trên con quản lý nguồn này thì anh chú ý cho em nhá. Từ 1 này, từ 1 cho đến 8 đúng không ạ? Đây nó có đánh dấu từ 1 đến 8. Thì anh sẽ 1 là mic này. 1 là cái cục adapter của mic này. Cục 2 là vang này. Đấy, còn sau là anh muốn lắp gì lắp. Nhưng mà số 8 này, số 7, số 8 này thì anh đấu cục đẩy cho em nhá. Đấu cục đẩy cho em. Đây này, từ 1 cho đến 8. Đấy, thì nó đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không ạ? Thì đây em đang cắm mức 8 là được. Đấy, vậy là ok. Đấy, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Đấy, thì với cái này thì ok, cái này là có chuyên con vang. Thì em đang để cái jack 3 nên là nó, em đang cắm đằng trước cho nó dễ. Còn đâu bình thường anh em cắm đằng sau nhé. Đấy. Tắt bật thì anh em tắt bật một nút này thì nó sẽ tắt hết cho anh em. Đấy. Tắt đẩy rồi tắt tất cả luôn. Đấy, còn đôi khi chúng ta bật lên thì nó sẽ bật từng mức một. Đấy, rất là đơn giản nhé. Cứ ghép đúng nhé. Một là mic này, hai là vang này. Còn 3 4 5 6 7 anh muốn ghép gì thì ghép, còn mức 8 thì em để cục đẩy cho em là được nhé. Thì bây giờ ok, em sẽ chuyển các chế độ cho anh nghe thử nhá. Cái chất âm anh nhá, nghe thử cái chất âm của với cái này. Đấy.
chất âm luôn. Đấy. Rồi. Đó, đầu tiên dùng cái điều khiển này anh nhé. Đấy. Cái điều khiển này là cái điều khiển của em thôi, còn khi chuyển cho anh là em sẽ dùng cái điều khiển mới. Đấy, 11, 12, 13, 14, 56 nhá. Đây là mic to nhỏ này. Đây là nhạc to nhỏ này. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy. Ê, 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 6, 7, 8, 9. À, đây là chế độ 1 anh em nhé. Đấy, cho to mic này. 1, 2, 5, 6. Cho nhỏ mic này. Đó, 1, 2, 5, 6. 7 8 9 6 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
89. Đấy, và bây giờ sẽ chuyển mode 2. Mode 2 là mode reverb em nhé. Đó, cho to đây. 1, 2, 5, 6. Mode này thì dành cho anh em hát chuyên nghiệp anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Mode 3 này. Mode 3 là echo nhanh. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Mode 4 nhé. Mode 4 là echo chậm. 1-4 là echo chậm. 1-2-5-6-7-8-9. Mode 5-6 là mode nghe nhạc nhé. Mode 5-6 là mode nghe nhạc. Nên tùy mình có thể điều chỉnh như nào. 1-4-6. Bình thường anh em để 1-4 thì là hát ca kê nhé nhé. 6-7-8-9. Tiếng rất là ok nhé nhé. Bình thường sẽ để 1-1. Còn 1-2 mode 2 là gì vợt đây? Rất đơn giản nữa. Mode to nhỏ mic. Bình thường em sẽ để ở cái mức là 15 nhé. Đây, để mic mode 2 này là 15. Bình thường em để nó rất là nhỏ. Còn anh muốn to như nào thì anh có thể cho to lên cho hợp lý nhé. Để làm sao cái tiếng mic nó dễ hát nhất. Ok chưa? Sử dụng 4 mode nghe, 4 mode hát karaoke và 2 mode nghe nhạc. 1, 2, E, A. Rồi sẽ hát thử. Em hát thử 1-4 luôn nhé. 1-4 là 1 echo chậm. 1-2-5-6-7-8-9. Rồi sẽ hát thử cho anh em nghe nhé. 6-7-8-9. Chuyện tình ngày xưa mưa hồ như cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm say sẩm trái tim mình. Chẳng còn chi nhớ sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về. Đoạn đường hôm nay xin mình anh lấy gót đi chê. Đừng vào tình yêu sao giờ đây sẽ nói chia đôi trong tình yêu. Bởi vì đâu ai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc năm đôi vui với nhau em vẫn tươi cười. Và em nói em sẽ mãi yêu đến trong cuộc đời. Hàng như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu cho em đừng thấy, có đến là người ấy. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu cho em đừng nói những tiếng yêu đầu môi. Thì đau buồn chỉ vì mỗi đứa một phương trời. Đấy, thì với cái bộ cấu hình này thì cái chất âm của nó là khá là ok anh em nhé. Với cái chất âm của con này thì nó khá là ok, khá là sạch sẽ và tiếng nó rất là hay. Đấy, thì về anh cứ làm đúng như cái video em hướng dẫn anh như này là ok nhé. 1, 2, 5, 6 ok chưa? Rồi ok, chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.
cảm ơn bác cũng đã tin tưởng và mua hàng. Và hàng của bác thì hôm nay em sẽ đóng. Đây, anh em nhìn này, tất cả hộp em còn giữ nguyên nhé. Riêng loa thì em chưa bóc. Loa thì khi nào mà em tí em sẽ bóc ra em test thôi. Đấy, tí nữa em sẽ bóc ra em test. Còn loa này thì em chưa test đâu. Em mới test bộ cấu hình dàn máy thôi anh em nhé. Đấy, mới test bộ cấu hình dàn máy, bóc dàn máy ra trước test. Rồi ok, cảm ơn anh tin tưởng anh em nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau. Anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc. Chào tất cả anh em ạ. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thang Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thang Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.